Lộc xin chào tất cả mọi người. Thì tối hôm nay hiện tại Lộc đang có mặt tại siêu thị Go tại thành phố Nha Trang. Thì tối hôm nay cuối tuần mọi người, Lộc sẽ quay cảnh cuối tuần tại siêu thị để mọi người cùng xem luôn nha. Rồi Lộc mời tất cả mọi người cùng đi nha. Ở phía dưới bên đây là bán kem nè mọi người, bán rất là nhiều kem luôn. Người xem tối nay cuối tuần siêu thị là rất là đông luôn, rất đông người dân đi đến siêu thị để mua đồ luôn. Nói chung là cuối tuần mọi người, nói chung là siêu thị rất là đông luôn. Ở bên đây là bán sữa chua. Đi về là tối chỗ này là rất là lạnh luôn người. Kể mọi người cùng đi vòng vòng tham quan siêu thị nha. Wow, chỗ này bán rất là nhiều bánh kẹo luôn nè mọi người. Rồi bên đây là dàn hàng này bán rất là nhiều bánh kẹo luôn. Còn ở bên đây là bán hoa nè mọi người. Tập nhập từ Đà Lạt xuống đó mọi người. Wow, nhìn những chỗ hoa rất là đẹp luôn mọi người ha. Mọi người xem nè, những chỗ hoa rất là đẹp luôn. Nói chung là tối hôm nay cuối tuần mọi người. Lâu lâu bữa giờ chắc cũng mấy tháng là cũng đi lại siêu thị mọi người. Lâu lâu đi sẽ chết bữa mọi người. Ở gian hàng bên đây bán rất nhiều bánh luôn. Gian hàng bên đây bán rất nhiều bánh kẹo luôn mọi người. Tối hôm nay là có đi có với con người yêu là mới mẹ nói đi mua đồ sao mua đồ ở đâu ta. Ở siêu tại siêu thị bán rất là nhiều mặt hàng luôn, rất đông người dân đi đến siêu thị để mua đồ luôn. Mỗi gian hàng đây là bán bánh đó mọi người, bán rất là nhiều bánh luôn. Rất là đông luôn mọi người. Quá. Mua chung chưa? Mua chung chưa em? Không mua đồ gì hả? Bên đây bán mặt hàng rau củ quả nè mọi người. Bầu bí que nè, bí rệ nè, que lan nè, rất là nhiều mặt hàng luôn.
đây nè bên. Wow, đây cho bán trái ớt to rồi mọi người. Mọi người xem trái ớt nè, to được thì là to luôn. Này mà mấy trái cà chua mọi người. Trái cà chua này. Wow, tới này suối Tuồn siêu thị rất là đông luôn. Hả? Muối vậy? Muối gì mua đi, đến quay xong rồi đi ăn. Chỗ này là bán trái cây mọi người. Cam nè, cóc nè, sinh long nè. Này bán thơm, cái này bán táo rồi mọi người. Thôi nói chung là siêu thị bán đủ đồ ăn luôn mọi người. Sinh long nè, người xin trái sinh long nè. Tối nay cuối tuần siêu thị rất là đông luôn mọi người. Tại là rất đông người dân đi mua đồ luôn. Chỗ này là bán trái cây, cam nè, táo nè, à, bán rất nhiều đồ luôn. Chung là người dân đi siêu thị mọi người, người dân là dồn về mua trái cây với lại mua những mặt hàng rau củ quả mọi người, những mặt hàng cần thiết. Em mua xong chưa? Xong hả? À, đến quay xíu xong rồi đi. À, mọi người xem coi xem trái xài nè. Mọi người xem trái xài này to ghê không? Rất là to luôn. Dế nè mọi người. Có vé này, có vé hết đó mọi người. Wow, tối hôm nay cuối tuần siêu thị rất là đông luôn. Này là bán bưởi nè mọi người. Bưởi năm rồi, bán 4.000 ký. Bưởi dê xanh là túi lưới là 38.000 ký. À là bưởi mặt hàng bưởi này nè mọi người. Đây, có trái này to nhất nè mọi người. À trái này rất là to nè. Nói chung lâu lâu đi cuối tuần mọi người đi vào siêu thị rất là mát luôn. Người xem là tối nay người dân đi siêu thị rất là đông luôn. Rất đông người dân đi siêu thị luôn. Wow, có dưa hấu vàng đó mọi người. Dưa hấu ruột vàng nè. Hồi giờ Lộc chưa ăn được, ăn cái dưa hấu này. Hấu ruột vàng. Rau đỏ Lộc ăn rồi. Wow, vòng vòng cái này nhìn trái cây, hàng trái cây rất là đẻ luôn mọi người. Nói chung là người dân ta mua những mặt hàng trái cây rồi là rất là nhiều luôn mọi người. Ở đây là gì? À, dưa này là dưa giống Hà Lan mọi người. Cái dưa này.